Một cái thực tế mà mình nói ra thì nó hơi xấu hổ. Dạ. Nhưng mà thông thường mình đi ăn là mình ít có trả tiền. Em cũng ít, em không có trả tiền, thiệt mà. Tại vì em đi với quản lý em cũng trả à. Còn riêng như Trinh đi là chắc chắn là trai trả chứ không bao giờ Trinh trả. Trời ơi, trai ở xa, 2 năm nay chưa về được, không ai trả cho em luôn. Nếu đi với anh sẽ trả cho em á, anh sẽ dẫn gọi chị Mai Lâm tới trả. Bây giờ mình ăn thử cái phần này nè, nãy cái kia là khác nha. Ủa, khoan xí, bạn ơi, bạn lấy cái miếng đó ở đâu vậy? Đây mình cho bạn nè. Đây nè. Đây, bạn thấy không? Cháu của mình bị che khuất. Mai mốt cô hỏi bạn nói mình là hành kiểm tốt nha. Ừ, ok. Cô quan tâm tới bạn học trong lớp nha. Có đủ ba con đem mút cho anh con bào ngư trước cho vi cá là anh thích cái này cái đó vi cá có nè vi cá sau đó là sò điện nè ô đúng rồi trời ơi nhiều máu quá rồi bây giờ anh tạm đi nữa em đưa anh cái càng cua sao bây giờ trời ơi cái chén ăn tạm của mình rồi đó trời ơi cái chén ăn tạm của mình Chí Thiện ơi em muốn thấy thật nè Chí Thiện ăn ngon lắm mời Chí Thiện cắn nha mọi người em ăn đi thịt trời ơi thịt nó dày như vậy luôn nè cái vị hay là thấy tươi rồi đó coi nó chắc chưa kìa ăn đi cho vui đi lát lúc tính tiền méo mặt nha nghe hóa đơn à khúc này là không anh em gì hết trơn á chào anh lật lại cái thái độ của anh lúc đầu vô show đi nếu đi với anh thì anh sẽ trả cho em á nếu đi với anh thì anh sẽ trả cho em á bữa ngon nhớ đời phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2021.